Mày ơi, ba ra đi nhưng ba không thể nào nhắm con mắt được. Hương hồn của ba sẽ vất vả vất vưởng bay tới bay lui ở cái chỗ này, không siêu thoát đầu thai được. Ba ra đi nhưng ba vẫn chưa an tâm về con. Cha con mình dù mới gặp nhau nhưng ba thương con như con ruột. Ba đặt hết hy vọng tình thương vào con. Ba muốn nhìn thấy hình ảnh con có chồng như người ta. Ba muốn nhìn thấy con làm vợ của một chàng trai thật đẹp, đẹp vô cùng tận. Nhưng mà ba, ba, nhưng mà bây giờ ba, nhưng mà bây giờ không còn kịp nữa rồi. Đạo đơn thai, nhục nhã thai, xót xa thai. Ba đi đây. Ba. Với sàn này nhiêu chị? 150 ngàn em. Gì mắc quá vậy? Ở kia bán có 60 ngàn à. Trời ơi, 60 ngàn hay là hàng tàu đó em. Mua về nhiều khi cháy điện thoại, cháy luôn nhà nữa. Nguy hiểm lắm. Làm như này không phải hàng tàu vậy? Trời ơi, cái này là hàng xịn, không phải hàng tàu đâu em. Tiền nào của đó mà, chị nói thiệt. Thôi em không lấy đâu. Trời ơi. Ba ơi, ba. Vậy bây giờ, vậy bây giờ ba muốn con làm cái gì? Con sẽ làm hết. Lấy chồng đi con. Chuyện lấy chồng thì trước sau gì con cũng lấy mà, ba yên tâm. Trời ơi, trước sau gì bà nội mày ơi, tao chết tới đâu rồi mà còn trước sau. Trời ơi, tao chết rồi mày lấy chồng thì còn ý nghĩa gì nữa. Ba. Trời ơi. Ông ấy sắp chết rồi. Cô chiều ý ông ấy đi. Đói lắm rồi. Anh đi vô đây. Đi vô đây. Mình làm đám cưới nha. Em nói là phải giữ lời đó nha. Nói được thì phải làm được chứ. Chừng nào vậy con? Chừng nào cưới được? Thì để mai tính đi. Trời ơi, mai tính cái con khỉ. Tao chết tới đâu giờ ở để mai tính. Tính liền rồi. Dạ, thưa bác. Hai ngày nữa con sẽ thưa với ba mẹ con. Qua đây làm đám hỏi xong rồi tuần sau tụi con sẽ đám cưới ạ. Trời ơi, tôi tức quá, Trời ơi. Cái gì mà gấp dữ vậy? Gấp cái gì mà gấp, gấp bà nội mày á. Tao chết tới nơi rồi nè, còn gấp cái gì? Rồi, thôi được rồi. Ba. Được rồi. Ảnh muốn như vậy thì cứ tính như vậy đi. Tuần sau tụi con làm đám cưới. Con thề. Con thề đi. Thề? Thề đi, ba mới tin. Con biết thề gì bây giờ? Thề đọc á. Nhà còn thẻ cào 500 không? Cho em 100 Vina, 100 Viettel, 100 Mobi. Alo. Ủa em ơi, Mobi á chị còn ít lắm, chỉ còn Viettel với lại Vina à. Ủa mà sao mua nhiều vậy? Đang có công chuyện gấp, lấy nhanh đi. Ủa mà sao giọng nay lạ vậy? Tại bữa nay bị cảm, chị hôm qua em trả tiền cho. Ok. Dạ, con thề là tuần sau con sẽ làm đám cưới với anh Phong. Nếu như mà con không làm đám cưới với anh Phong á thì con sẽ bị mập. Con ăn cái gì á, con cũng sẽ bị mập. Xong rồi con bị ú na ú nần. Xong rồi con không đi được, con chỉ lăn thôi á ba. Trời ơi, tôi tức quá, ba. Trời ơi, tôi chết trên nơi rồi, nó còn giận mặt. Không có phải vợ. Mày thề mày mập có cái gì đâu mà thề đập. Thề lại mày. Con thề với ba, tuần sau con sẽ làm đám cưới với anh Phong. Nếu như con không làm đám cưới với anh Phong á, Thì sao? Ba giận con cũng được. Ba ghét con cũng được. Ba làm gì con cũng được hết á.
miễn là ba đừng có bỏ con đi. Ba ở lại với con là được rồi. Còn còn sao con cũng chịu hết á. Con hứa chắc nè. Hứa. Con lấy chồng nha. Con lấy chồng. Chắc nha. Chắc. Hứa rồi nha. Lấy chồng nha. Ba. Mở tiệc đi. Mở tiệc. Mở tiệc. Mở tiệc. Mở tiệc. Dọn tiệc đi. Mời con gái tôi đính hôn. Dọn đi, dọn đi. Dọn tiệc gì ba? Trời ơi, ba nói cho nghe. Thủ trưởng biết không? Nói cho thủ trưởng nghe. Tao cười quá đi. Tôi định đại một bữa tiệc đám ma. Mời hết tất cả bà con cô bác tới đây nè. Ăn mừng. Hiểu chưa? Ăn cho no say. Chúc mừng cái ngày mà tôi từ giã cái cõi đời ô trọc này. Nhưng mà bây giờ tôi còn sống nhăn răng. Anh thử ra cái bữa tiệc hôm nay tôi biến thành là một bữa tiệc đính hôn con gái tôi nó lấy chồng. Dọn, dọn ra, dọn ra, dọn ra. Dọn lẹ lên, dọn lẹ lên con. Nói gần chết mà ông cứ ho suốt. Ba. Hả? Ba khỏe rồi hả? Ba đâu có bệnh gì đâu, khỏe không khỏe. Nghe nói mày chịu lấy chồng là tao khỏe liền tại chỗ à. Bác sĩ chẩn đoán gì mà kỳ vậy? Trời ơi, thằng này nó đâu phải bác sĩ đâu. Trời ơi, nó là bảo vệ mình trại trẻ mồ côi nè. Bác sĩ giỡn nên nói bậy bạ mà, được. Ba biết hôm nay tụi mình được khen thưởng vì phá án thành công. Thế nào cũng được nghỉ phép. Cho nên ba đãi tiệc, đãi tụi mình đó. Ây đi, đãi tiệc là tại vì nó thề. Nó nói tuần sau nó lấy chồng đó. Ba. Ba giỡn với con rồi ba còn nói như vậy nữa. Ba biết con lo cho ba lắm không? Lo gì ba lo. Thủ trưởng. Ở sẵn đây à, thủ trưởng ở lại dùng ly rượu mừng luôn nghe. Dạ được chứ, chuyện này đáng mừng mà chú. Thank you, nỉ hào à. Mời ngồi, mời ngồi. Cô giáo dẫn mấy đứa nhỏ xuống dưới chuẩn bị số món ăn này, tôi xuống tôi lấy lên. Dạ dạ, dạ. Ê, đi con, đi con, đi con. Mời, 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 mời ngồi, mời ngồi. Anh đó. Alo. Alo, em qua chưa vậy? Chị về nữa nè. Ủa, sao chị lại đợi em? Em đang đi Hà Long mà. Ê, giỡn hoài nha. Đưa qua tiền thẻ chị nè. Em đâu có giỡn, em nói thiệt. Em đang đi với người yêu mà chị. Hồi trưa nè em mua thẻ chị. Em nói đàng hoàng là chút qua trả tiền chị mà. Sao giỡn Hà Long? Ủa, cái số thẻ hôm bữa là em đã chuyển khoản cho chị rồi tuần trước mà. Tuần trước chị không nói. Hồi sớm nè em gọi chị, em nói mua thẻ chị mà. Trời ơi, 100 cái Vina, 500. Rồi 100 cái Viettel 200. Rồi 35 cái Mobi 100 ngàn nữa. Chị có lộn ai không vợ? Rồi, bây giờ sẵn có thủ trưởng ở đây, mình bàn bạc luôn cho nó xong. Vài bữa nữa là ba má của con sẽ qua bên nhà của ông Mai đúng không? Dạ, ba má con cũng đang nôn nóng lắm rồi. Nói vậy nghe là coi như là tao đại diện cho ba má của ông Mai đó, nên tao đứng ra tao nói chuyện hết, bàn bạc kỹ lắm rồi. Mọi chuyện không có cần phải cái gì cao sang đâu nghe, nhưng mà phải giữ đúng lễ à. Thôi bác cứ yên tâm, nhà con chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ. Thủ trưởng biết sao không? Coi vậy chứ nhà tôi đơn chiếc lắm. Thiệt, có mình tôi với ông Mai à. Còn phía bên ba má của nó coi vậy chứ nghèo lắm. Nhà nhỏ tí hin. Trời ơi, ông bà lại tâm hơ, tâm hớt, lơ ngơ, láo ngáo, không biết cái gì hết. Nên tôi mới đứng ra tôi để tôi lo hết mọi chuyện. Đó, rồi ảnh chỉ cái tới ngày đó chỉ qua là ngồi làm chủ xui thôi là được rồi. Bữa đó thủ trưởng sắp xếp qua phía bên đàn gái cho nó xôm, nghe. Dạ có, chắc chắn con sẽ tới mà. Rồi, cảm ơn. Thiệt tình á, không biết có ai giống như con không nữa. Dạ. Làm đám cưới mà giống như là bị gài hàng vậy đó. Em giỡn không vui rồi đó nha, đừng chọc chị nóng nha. Chồng đủ 75 triệu chị đi. Ủa chị. Chị đợi em chút xíu nha, để em kiểm tra lại. Chứ chị lộn ai rồi đó. Alo chị ơi, Facebook em bị hack rồi. Không phải là em nhắn tin cho chị đâu mà có ai khác nhắn tin đó. Nè Linh, mày lừa tao hả Linh? Tao mày chị em bà con nha. Mày tưởng tao không dám thừa ra công an hả? Mày chọc tao nóng rồi đó. Trời trời, chuyện từ đâu trên trời rơi xuống á, bực bội ghê á. Vui quá trời vui. Đi, bà con chai rượu dưới kìa. Lấy lên uống chập nữa cho vui. Thôi. Ba mà uống nữa là cái chuyện giả thành cái chuyện thiệt đó. Thì chuyện thiệt chứ còn gì nữa. Lấy ra một trận uống nữa. Thôi. Khoan khoan nha. Nói đã qua rồi bây giờ mới nhớ. Ngồi nói chuyện từ nãy giờ. Quên.
uống quá giờ uống rồi. Bây giờ xin lỗi nghe, xin lỗi thủ trưởng. Alo, tôi nghe đây. Cứ lấy lời khai trước đi. Chà, vụ này khó ạ. Phong đang ở đây. Được rồi, tôi sẽ về liền. Chừng mắt cái gì mà chừng mắt. Anh với ba bày ra cái chuyện này rồi, anh giải quyết cái hậu quả này đi. Vậy nha, em đi đó. Đi nha. Nó khỏe cái gì đâu, nó đã quá trời ở đất à. Ủa? Ủa đâu mất tiêu Trần rồi? Ủa sao vậy? Đi đâu hết rồi? Dạ. Dạ thưa bác, cho con xin phép về trước. Dạ. Tôi đi đi con. Dạ. Bà nội cha nó, nó lừa gạt cái lúc nào nó không lừa gạt, lừa đảo lúc nào nó không lừa đảo. Nó lừa đảo ngay cái ngày tao ban bàn cái chuyện mà tao gả con gái của tao. Trời đất ơi, cả năm trời, cả tháng trời đi lừa đảo, lừa ngay cái ngày này. Ủa, mà cái cặp này cũng ngộ nha. Ngộ thiệt cái cặp này nha, nghi lắm nha. Trời ơi, mỗi lần mình sáp tụi nó vô cái nó văng ra. Sáp tụi nó vô cái văng ra. Tao nghi lắm mà. Biết có cái gì không? Thì bác nghi điều gì? Thì trời ơi, bao nhiêu ước mơ tao toàn tính trong đầu, tao nghĩ trong đầu. Tao sắp được ẩm cháu ngoại nè. Có người kêu tao ông ngoại nè, này kia kia đó. Bao nhiêu ước mơ giờ tan tành hết trơn hết trọi rồi. Công trình bỏ tiền ra làm bữa tiệc nè, công trình giả bệnh chết nè, thấy không? Rồi nó đã đồng ý, nó chịu lấy chồng rồi nè, bây giờ xong luôn. Sếp. Chào nhanh vậy sếp. Sao? Thoát được rồi hả? Bà có la nhiều không anh? Ông chửi quá trời luôn. Thật tình thì anh cũng muốn hai đứa làm đám cưới. Hay là bây giờ quay về bàn bạc kỹ lại với gia đình đôi bên đi. Vụ này anh để cho các anh em khác làm. Không được, đâu thể nào như vậy được. Đây là nhiệm vụ của tụi em mà. Đâu thể nào để cho chuyện riêng tư ảnh hưởng tới việc chung được sếp. Dạ, em thấy đúng đó. Với lại làm nghề của mình phải chịu thôi anh. Nghe các anh em nói, vụ này tuy nhỏ nhưng cũng có khả năng là rất lớn đó. Hai em đã chuẩn bị sẵn sàng vào trận chưa? Sẵn sàng. Tốt. Thưa cán bộ, mấy lần trước á, mua thẻ của tôi á là trả tiền đàng hoàng lắm. Mà mấy lần trước mua có mấy chục thẻ à, lần này gom hết của tôi luôn, 73 triệu chết đâu. Chị cứ bình tĩnh. Này cán bộ xem đi. Tôi với ông á, coi như là cũng quen nhau thân thiết rồi. Cho nên có một số câu hỏi tôi muốn hỏi ông, nhưng mà có gì ông trả lời thiệt tình giùm tôi nha. Thì mình là anh em, chuyện gì thì ông cứ nói. Mà sao bữa nay tôi thấy ông nghiêm túc quá à nha. Thì đâu có gì đâu. Cái ông hắc hổ á, ông mạnh cỡ nào. Thôi thôi, không nên đâu. Chuyện gì á thì tôi không cản ông á, chứ cái chuyện này á là tôi nhất định phải cản ông á. Sao vậy? Tôi nói cho ông nghe, cái thằng cha này á, tính khí chả phức tạp dữ lắm. Có tiền nè, có sức nè, mà tướng tá nhìn cũng ngon nữa. Nhưng mà không có thích hợp trong dài lâu đâu. Bỏ đi. Ông nói chuyện. Bỏ đi mà bỏ đi cái gì chứ? Thì tôi cản ông yêu hắc hổ. Ông ta không phải là kiểu người để ông trao gửi con tim đâu. Thiệt tình á. Nói chuyện với ông á, ông không phải là bạn bè thân của tôi á, học chung cùng lớp mà. Nãy giờ cái ly này lên đầu ông rồi đó. Vậy chứ nãy giờ không nói chuyện tình cảm chứ ông muốn nói cái gì? Em thề với anh, lẽ không có gạt chị Liên. Chị là chị của em, làm sao em gạt chị làm gì? Cô có thường cho em mượn điện thoại của mình không? Điện thoại của em lúc nào cũng trên tay em hết á. Chứ khi nào em đi ngủ em mới buông nó ra thôi. Vậy cô có nhớ có mượn điện thoại của ai đăng nhập vào Facebook của mình không?
ý tôi hỏi là cái thế lực của ông ấy nó mạnh cỡ nào? Mạnh đó hả? Phải nói là rất mạnh. Cũng có tiền đó, nhưng mà phải nói là có rất là nhiều tiền. Đúng là có nhiều tiền thì mạnh, có nhiều thứ còn mạnh hơn tiền nữa. Tôi không biết là cái gì mà mạnh hơn tiền nữa. Nhưng ông chủ tịch Hiếu bị tiền đè trong vòng 3 nốt nhạc thì tôi đã đủ sức biết là ông ta mạnh cỡ nào rồi. Thôi, nói chuyện ông bây giờ nè. Thí dụ thôi nha, lỡ mà có ai mà làm trái ý ổng thì ổng sẽ làm gì? Ý ông nói là hắc hổ đó hả? Ừ, ổng chứ ai. Nhưng mà ai làm trái ý? Chắc chắn đây là một vụ lừa đảo. Tôi nghĩ có người đã lấy mật khẩu Facebook của cô Linh để làm chuyện này. Nếu vậy thì anh lo được, yên tâm. Số tiền 73 triệu đủ để khởi tố tôi lừa đảo. Cứ làm từ bước 1. Đầu tiên là phải tìm cho ra kẻ đã hack Facebook cô Linh kia là ai đã. Dạ rõ. Thì tôi đã nói với ông là cái thí dụ thì ông cho ai cũng được. Nếu thí dụ vậy thì tôi thí dụ là ông đi ha. Thì sao, thí dụ mà sao cũng được á. Cứ cho là tôi đi, lỡ mà tôi làm trái ý ổng á thì ổng sẽ làm như thế nào, nói đi. Nhưng mà trái ý cái gì mới được chứ. Thiệt tình, nói chuyện ông. Nói chuyện, chẳng thà nói chuyện đầu gối còn sướng hơn. Thôi uống rồi đi về. Thôi mày bình tĩnh đi, đừng có nóng mà nổi mụn. Ông làm gì vậy? Làm cái gì hả? Tôi nói cho ông biết, hắc hổ nó nguy hiểm lắm. Nếu mà làm trái ý ông ta thì số phận của ông sẽ kết cục giống như con kiến này vậy đó. Thôi, tôi chỉ thí dụ mà thôi. Ông tính tiền đó nha. Tôi đi vệ sinh cái. Có việc làm rồi mọi người ơi. Chuyện gì đó anh Phong? Hack Facebook lừa 73 triệu. Wow, ngon. À, hôm nay có cà đêm nữa không chị Mai? Xong sớm thì được ngủ, xong trễ thì phải thức. Có vậy mà cũng hỏi nữa. Mọi chuyện sao rồi anh? Oh, that's good. Thật sự là em rất là vui khi nghe tin này đó. Ok, em sẽ sắp xếp sớm rồi báo lại địa điểm cho anh và cả một chỗ dành cho anh em mình nữa. Ok, thank you anh. IP máy tính lừa đảo được phát hiện ở quận Bình Tân. Đó là một tiệm game internet. Cô có mối quan hệ như thế nào với tên chủ tiệm net đó? Tiệm net đó là của thằng Đạt Súng. Tôi chỉ bỏ thẻ cào cho nó thôi. Có thể tên Đạt Súng này biết được password của Facebook. Làm sao mà nó biết được? Tôi đâu có cho nó mượn điện thoại của tôi đâu. Ngồi đợi chút nha chị Linh. Em xếp tiền rồi đó. Mà lần sau á, lấy Vina nhiều nhiều chút nha. Thì mày dặn bao nhiêu tao lấy bấy nhiêu còn đòi nữa. Mà có dây sạc pin không Súng? Không có. Đang post mấy tấm ảnh đi biển, không biết được bao nhiêu like, tự nhiên điện thoại hết pin bực cả mình à. Facebook hả? Ừ. Vô máy tính đợi đi. Được không? Được mà. Thank you.
chỉ có vậy thôi. Máy tính của hắn đã được cài cây lốc. Như vậy thủ phạm chính là tên chủ tiệm net đó. Chính hắn. Còn máy không anh? Còn máy số 3 nha. Ok. Ok, chuyện hết qua đây. Bắt nó. Đó. Mấy người làm gì vậy? Anh Trần Cao Đạt, anh là bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở hợp tác điều tra. Chạy đi. Đi. Anh đã làm gì với số thẻ cào đó? Cứ từ từ bình tĩnh uống nước đi, không sao hết. Mấy anh chị tha cho em. Có gì em về em bán hết vàng mấy, em trả lại cho. Chuyện đó để tính sau đi. Nói cho tôi biết, số thẻ cào đó anh đã làm gì rồi? Dạ, em nạp mã số thẻ cào vào đại gia không găng. Cái gì? Đại gia không găng? Tôi nghe nói là thằng Lĩnh nó nắm bằng chứng gì đó của giám thị, cho nên anh mới phải tổ chức cho nó làm cả. Giữa chốn hoang sơ kiếm trôi dung thần. Cứ bận gió mây dẫn lộ mang ngày nào cùng nhau làm nên tiếng to một thời. Mà sao bắt luôn? Đi lễ thế cùng nhau dừng say để chế riêng ta. Rắn hổ mang là con đường riêng dù sai quyết không dừng lại. Vẫn đi một mình dù không còn ai giữa chốn thiên thai. Một mình ta bước đi thật xa về phía cuối trời. Đến nơi gợi nhớ một thời đã sinh ta trên cuộc đời. Ngàn năm thiên lý cái sai chẳng thể tồn tại, lỡ đi chẳng thể quay lại.